khí dung trong đại dịch Covid-19. Trân trọng kính mời thầy ạ. Vâng, kính thưa Phó sư tiến sĩ Chu Thế Hạnh, Chủ tịch đoàn hội nghị kính thưa Phó sư tiến sĩ Phan Thu Phương và có viên và giám đốc trung tâm hô hấp bệnh Mai, kính thưa các thầy cô và các đồng nghiệp. Thì hôm nay theo sự phân công của ban tổ chức thì em xin trao đổi cái chủ đề liên quan đến cái liệu pháp khí dung an toàn và hiệu quả trong cái bối cảnh của đại dịch Covid-19. Làm thế nào để chúng ta có thể là à, Điều trị cho bệnh nhân được tốt Bệnh nhân hen, bệnh nhân CBD à, Không bị mắc COVID Hoặc là khi có mắc COVID Và đặc biệt là những cái lo lắng Liên quan đến cái liệu pháp khí dung Liệu rằng có thể gây ra Cái tình trạng à, à, Tạo ra các giọt bắn hoặc các hạt khí dung Gây lây nhiễm hay không Thì chúng tôi xin đưa ra những cái giải pháp sau đây à, Bài trình bày thì gồm có 5 phần sau đây à, Bây giờ là 14 giờ 43 phút thì sẽ có là 20 phút 25 phút để có thể là thuyết phục các quý vị về các cơ sở khoa học cũng như là ứng dụng liệu pháp khí dung trong đại dịch Covid-19 tình hình tại Việt Nam cũng như là trong ngành lâm sàng thế nào. Đầu tiên chúng ta xem cái liệu pháp khí dung như thế nào. Thì đây là cái loại máy sông khí dung là cái loại máy mà giúp cho chúng ta truyền dẫn đưa thuốc từ cái dạng mà dạng lỏng thành những hạt xương, hạt hạt phun mù kích thước rất nhỏ để có thể dễ dàng hít vào qua cái ống ngậm ở miệng hoặc là cái mặt nạ. Các cái máy sông khí dung chủ yếu được sử dụng trong điều trị các cái trường hợp bệnh nhân hen, trường hợp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, các cái trường hợp các cái bệnh lý về đường hô hấp trên như mũi xoang vân vân. Thì đây là cái liệu pháp mà có thể giúp giải quyết ngay. À, lập tức các cái tình trạng bệnh nhân đặc biệt là con thấp phế quản thì các cái lợi ích của cái liệu hấp khí dung sông khí dung thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất là đưa trực tiếp thuốc đến cái nơi cái đích tác động ở đây ví dụ như đưa vào nơi hấp dưới đó là các receptor đó là các cái thụ thể beta 2 hoặc là kháng cholinergic có trong đường thở à, tác dụng trực tiếp của thuốc lên cái cơ quan đích à, thông qua các cái thụ thể Hiệu quả ngay lập tức sau khi mà bệnh nhân hít cái thuốc qua cái liệu pháp khí dùng và tác dụng thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị tốt hơn so với cái đường uống bởi vì là cái liều chắc chắn là thấp hơn nhưng cái hiệu quả điều trị là nó sẽ phát huy tác dụng là tốt hơn. À, giảm thiểu các cái tác dụng không mong muốn có thể xảy ra. Chúng ta hình dung nếu như bệnh nhân uống một viên salbutamol thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái viên salbutamol nó sẽ vào trong dạ dày rồi vào trong ruột rồi hấp thu qua niêm mạc ruột vào đại tuần hoàn và đi khắp các cơ quan trong cơ thể và chỉ một lượng rất nhỏ nó nó mới đến gắn vào các receptor tại đường hấp của bệnh nhân. Do vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái 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 nồng độ thuốc mà đạt được đích tác dụng gắn vào các receptor cường beta 2 ấy, thì rất thấp trong khi đó thì tác dụng phụ toàn thân là rất nhiều và bệnh nhân có thể hít thuốc mà không cần phải phối hợp nhịp thở điều này nó sẽ rất phù hợp đối với các trường hợp bệnh nhân là trẻ em hoặc là những người lớn tuổi người ta không phối hợp được các động tác tay bóp miệng hít vân vân à, chúng ta có thể là phối hợp trộn các cái thuốc khác nhau và từ trong đơn thuốc và một số các cái trường hợp thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à, có thể là kết hợp uh, trong điều trị cả đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới à, có rất nhiều loại máy sông khí dung được sử dụng trên lâm sàng à, đó là gì ạ đó là cái dạng uh, khí dung dạng lưới dạng uh, cơ hoặc là cái dạng khí dung khí dung siêu âm. Thế tuy nhiên chúng ta thấy rằng là tùy theo cái mục đích sử dụng, tùy theo cái địa điểm sử dụng tại nhà hoặc là tại bệnh viện mà chúng ta sẽ chọn cái loại máy phù hợp nhất cho người sử dụng. Và chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai liên quan đến liệu pháp khí dung trong đại dịch Covid-19, những cái lo lắng, lo lắng cũng như là những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Chúng ta thấy rằng là khi chúng ta hiểu biết rõ hơn về virus COVID uh, SARS-CoV-2 chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ lây qua cái, cái tiếp xúc trực tiếp lây qua các cái giọt bắn lây qua cái các cái gọi là không khí uh, cũng như là trên các cái bề mặt do vậy mà chúng ta thấy rằng khi chúng ta khí dung cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta sẽ thấy uh, cái có, có thấy các cái hạt khí dung nó bay mù ra như vậy và người ta rất lo ngại là liệu rằng nó có mang theo virus COVID-19 kèm theo hay không thì đã có một số tác giả Nhật Bản người ta đã làm nghiên cứu để người ta xem rằng là những cái giọt bắn hoặc là những cái hạt khí dung tạo ra từ các cái máy khí dung ấy nó có tạo ra được như vậy hay không để mà so sánh đánh giá trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19. Thì người ta thấy rằng là khi mà bệnh nhân khí dung thì chúng ta sẽ thấy rằng các cái cái cái, cái gọi là các cái hạt khí dung hoặc là các giọt bắn nó sẽ bay ra. Thế và nếu như bệnh nhân ho đấy thì các cái giọt bắn này tùy theo kích thước, nếu như kích thước mà mà siêu nhỏ thì nó sẽ ở cái vùng khoanh màu vàng này. Thế còn những cái kích thước hạt nó lớn hơn thì nó sẽ lơ lửng ở phía cái tầng thấp hơn. Và nếu như mà bệnh nhân hít thở bình thường ấy thì cái 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 vòng phạm vi nó nhỏ và cái thời gian tồn tại nó ngắn, nó chỉ khoảng nó 30 giây thôi đối với cái hình trên này nhưng nếu như mà bệnh nhân ho đấy thì cái 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 tồn tại của nó nó có thể là gì ạ trong không khí lơ lửng trong không khí khoảng độ 300 giây thế và vì vậy mà người ta đã, tính đến cái chuyện là làm thế nào để mà sử dụng cái liệu pháp khí dung này một cách an toàn và bảo vệ cho nhân viên y tế chúng ta hình dung trong cái bối cảnh mà số ca nhiễm ở trước đây nó tăng lên rất cao và nó gây sụp đổ hệ thống y tế nó sẽ gây ra quá tải hệ thống y tế và cán bộ tế hết sức là là đối mặt với những cái khủng hoảng thì chúng ta thấy làm thế nào để bảo vệ cho nhân viên y tế mà không bị nhiễm covid 19 thì người ta đã thiết kế những cái gọi là những cái dụng cụ cải tiến những cái dụng cụ mà đã sự sử dụng trước đây Và chúng ta thấy rằng là đây là cái khí dung cho bệnh nhân covid thở máy thì chúng ta thấy khi mà kết nối với với đường thở thông qua một cái phim filter lọc khuẩn ở đây và máy khí dung như thế này thì đối với bệnh nhân covid 19 khi mà người ta không không thở máy chẳng hạn thì chúng ta thấy người ta có thể là chuyển đổi cái vị trí của cái ống chữ T ở đây và đưa máy khí dung vào đây bệnh nhân ngậm miệng vào đây và chúng ta thấy hít thở tạo ra máy khí dung trước khi thở ra thì nó sẽ bị được cái filter lọc và như vậy cái vi khuẩn khi cái đường thứ khí mà thở ra như vậy nó sẽ không mang theo virus nữa thì đây là một trong những cái gọi là cải tiến để làm sao mà tránh ảnh hưởng. đương nhiên cán bộ y tế lúc này người ta khuyên chúng ta cần phải mặc cái đồ bảo hộ full PPE để làm sao mà có thể bảo đảm bảo được an toàn. Một cái tác giả khác thì đưa ra cái cải tiến đó là chúng ta thấy là cái bộ oxy mask túi đấy, thì người ta thấy rằng là có các van ở đây, thì khi mà bệnh nhân hít vào ấy, thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, nó sẽ ưu tiên sử dụng oxy ở đây. Thế thì chúng ta sẽ thấy à, để mà tránh cho cái 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 không khí ở bệnh nhân trong miệng bệnh nhân thở ra đấy à, nó lại làm nó phát tán ra xung quanh và lây nhiễm cho cán bộ y tế hoặc người xung quanh ấy. thì người ta chế cái mask này à, lắp một cái đường ống hút vào cái mask này để để khi mà bệnh nhân thở ra đấy thì cái ống hút này nó sẽ hút ra luôn ra bên ngoài đấy, và cái máy khí dung thì vẫn có thể là tiếp tục khí dung và đưa theo cái đường 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 oxy vào trong trong túi như thế này còn lại cái thở ra đấy thì nó sẽ hút ở trong cái cái túi uh, chứa khí của bệnh nhân uh, khi mà túi uh, oxy mask túi do vậy chúng ta sẽ thấy rằng trong cái lúc mà hệ thống y tế đang rất là quá tải trong cái lúc mà cán bộ y tế đang phải đối mặt với rất nhiều bệnh nhân và chúng ta thiếu các trong thiết bị phòng hộ thì người ta phải nghĩ ra làm cách nào để mà cái 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 hơi thở của bệnh nhân không mang theo các virus nhưng vẫn đảm bảo được là bệnh nhân vẫn có khí dung để mà đưa thuốc dạng phế quản, đưa thuốc tiêu vào trong đường thở của bệnh nhân. Và đấy là cái cách mà chúng ta thấy là lúc chưa hiểu biết đầy đủ về virus Covid-19. Và các tác giả thì cũng đưa ra những cái bằng chứng để tham khảo xem là trả lời hai câu hỏi vậy thì trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 như vậy chúng ta tiếp tục sử dụng cái liệu pháp khí dung tại nhà hoặc tại bệnh viện cho bệnh nhân hay không khi bệnh nhân nhiễm <laughs> xin lỗi sars cov hay không và cái câu hỏi thứ hai là chúng ta tiếp tục điều trị cái liệu pháp khí dung này cho tất cả các bệnh nhân mà khác người ta đang điều trị bằng cái liệu pháp khí dung liệu chúng ta tiếp tục hay là chúng ta sẽ ngừng lại thì đấy là cái phần mà các nhà lâm sàng đang hết sức là quan tâm và kết luận của nghiên cứu thì người ta thấy rằng là chúng ta tiếp tục sử dụng các liệu pháp khí dung uh, liệu sử dụng liệu pháp khí dung cho cả bệnh nhân nhiễm covid 19 hoặc là bệnh nhân siêu uh, hoặc hen phải sử dụng liệu pháp khí dung với những cái điều kiện sau đây uh, ví dụ như là nếu như khí dung tại nhà ấy, thì chúng ta thấy là tránh khí dung khi mà có mặt uh, các thành viên khác ở trong nhà thứ hai là chúng ta tuân thủ các cái biện pháp vệ sinh cái máy khí, khí dung uh, máy khí dung cho đảm bảo và chúng ta mang cái máy khí dung mang hệ thống khí dung ra bên ngoài lan can gần cửa sổ để làm sao mà chúng ta thấy làm sao có cái lưu thông không khí tốt để tránh chúng ta ứ động không khí ở trong gia đình và tránh lây nhiễm cho các thành viên xung quanh tại bệnh viện thì chúng ta cũng thấy rằng là tuân thủ các cái quy định về đảm bảo an toàn phòng dịch này cán bộ y tế thì sử dụng cái trang thiết bị phòng hộ đầy đủ này cũng như là khí dung ở trong cái phòng áp lực âm này cũng như là gọi là sau khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ không tái sử dụng cái PPE này cho các việc khác khác tức là sau khi khí dung xong chúng ta sẽ tháo bỏ PPE và chúng ta cũng giữ khoảng cách với bệnh nhân để làm sao đảm bảo an toàn và chúng ta sử dụng cái filter để mà tránh cho cái khí cái, cái dung, cái cái hạt hơi thở ở trong miệng bệnh nhân có thể mang theo các virus. Thì đấy là cái thời điểm là như vậy. Thế mà khi mà chúng ta thấy là có đưa ra được cái hướng dẫn để mà trong cái bối cảnh đại dịch như vậy thì chúng ta lưu ý những cái điểm gì. Đây là những cái bước mà chúng ta thấy là trong thành lâm sàng ta cần phải lưu ý. Trước khi khí dung ý, thì chúng ta yêu cầu là phải rửa sạch tay này, đảm bảo được cái máy khí dung rất là sạch và có các cái trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế hoặc là những người xung quanh. Trong khi khí dung ý, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải ngồi ở cái vị trí phòng riêng, phòng áp lực âm hoặc là chúng ta có thể ngồi ở ngoài lan can bên ngoài ngôi nhà tránh cho các trường hợp mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? trong cái khu vực mà ít khí lưu thông ấy, thì chúng ta sẽ thấy là có nguy cơ nó làm tăng cái, cái tạo ra các cái nguy cơ lây nhiễm à, tốt nhất là chúng ta sử dụng cái dụng cụ cái 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 gọi là cái ngậm trong miệng à, thay vì là chúng ta dùng cái mask khí dung à, sau khi khí dung xong thì chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ cũng như là khử khuẩn cái máy khí dung và khử khuẩn cái bề mặt ở xung quanh cái vị trí mà chúng ta ngồi khí dung và đây là cái khuyến cáo đồng thuận của các chuyên gia về lĩnh vực hô hấp nhi trên trong khu vực châu Á thái bình dương thì chúng ta thấy rằng là gì ạ tất cả các các giả đồng thuận là chúng ta thấy khi mà trong cái bối cảnh của đại dịch covid 19 vẫn diễn ra đấy thì chúng ta lưu ý là chúng ta vẫn sẽ vẫn sẽ tiến hành được cái cái liệu pháp khí dung và sau khi khí dung xong ấy thì cái cách vệ sinh máy khí dung chúng ta cần phải lưu ý cả tuân thủ các cái biện pháp vệ sinh chung này, trong đó có mặt PPE này, chúng ta cũng đảm sa làm sao đảm bảo được cái vị trí chúng ta khí dung ấy nó đảm bảo được cái không khí lưu thông tốt. vấn đề về rửa sạch tay rửa sạch các cái bộ phận của máy khí dung rồi lau rồi khử khuẩn phải cần thể tuân theo các hướng dẫn. vấn đề về làm sạch cũng như là bảo quản thì tất cả những cái phần này thì nữa đến cái phần sau tôi sẽ đề cập kỹ hơn à, quay trở lại thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là khi bệnh nhân khí dung ý, chúng ta sẽ thấy rằng là những hạt khí dung nó bay ra nhưng nó có phải là những cái hạt khí dung mà từ trong phổi trong đường hấp của bệnh nhân bay ra hay là những cái hạt khí dung chúng ta nhìn thấy bên ngoài đó tạo thành từ những cái hạt thuốc từ những cái hạt dung môi có trong cái bầu khí dung thì đây là cái hướng dẫn của uh, cơ quan y tế bang Minnesota của Hoa Kỳ đấy thì uh, đây là những cái thủ thuật mà được cho rằng có thể tạo ra các cái hạt khí dung và tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm uh, theo cái hướng dẫn của CDC ở đó chúng ta thấy rằng là khi chúng ta hút uh, đờm dãi này uh, chúng ta tạo làm các cái thủ thuật mà gây khạc đờm này uh, cấp cứu ngừng tuần hoàn này hoặc là đặt nội khí quản, rút nội khí quản này là thở máy NIV, nội soi phế quản vân vân. thì tất cả những cái thủ thuật này thì là tiềm ẩn nó có thể tạo ra các cái hạt khí dung và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID virus SARS-CoV-2. Thế còn những thủ thuật sau đây thì hiện tại chưa đủ các dữ liệu kết luận rằng có thể tạo ra các cái hạt khí dung và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm đứng hàng đầu đó là chúng ta thấy rằng là kỹ thuật khí dung À, thứ hai là thở oxy dòng cao HFNC à, rồi là mở khí quản. À, chúng ta hình dung như thế này, khi mà bệnh nhân mà gì ạ, trong tình trạng là gây mê toàn thân và bệnh nhân có mở khí quản chẳng hạn thì bệnh nhân không bệnh nhân hoàn toàn không có cái động tác ho, không có động tác thở mạnh cho nên là gì ạ, nó sẽ không tạo ra các cái hạt khí dung. À, do vậy mà chúng ta thấy rằng là gì ạ, cho đến hiện tại thì các cái dữ liệu nghiên cứu đều cho thấy rằng là gì ạ, chưa đủ để có thể kết luận là tạo ra cái cái hạt khí dung và tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm và dựa trên những cái phân tích gộp và tổng quan hệ thống trên y văn năm 2020 thì chúng ta thấy rằng là gì ạ à, các cái những cái lo ngại về cái việc virus sars cov hai lây qua cái con đường khí dung ấy là hiện tại là gì ạ không thể kết luận được và các nghiên cứu ví dụ như là một cái nghiên cứu tại thụy điển thì trong tất cả các bệnh phẩm mà lấy ở trong cái không khí xung quanh những trường hợp bệnh nhân khí dung ấy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ không có cái mẫu nào là dương tính với virus sars cov 2 do vậy mà chúng ta thấy rằng là gì ạ à, với những cái bằng chứng dữ liệu như vậy thì cái liệu pháp khí dung có vẻ như là đây là cái 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 liệu pháp mà cho đến thời điểm hiện tại là không đủ các cái bằng chứng làm tăng uh, cho thấy là có thể tăng các nguy cơ lây nhiễm sars cov hai vì vậy mà chúng ta sẽ hình dung là những cái hạt khí dung này nó tạo ra đó là gì ạ đó là ở trong những bầu khí dung nó tạo ra do các hạt thuốc và các cái hạt dung môi mà với cái máy khí dung uh, siêu âm hoặc là máy khí dung khí nén cơ đấy nó tạo ra chứ không phải là từ trong cái đường hấp của bệnh nhân mà gây ra do vậy mà nó sẽ không mang theo các cái virus sars cov hai ở trong các cái hơi thở ra vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó là không làm tăng các nguy cơ lây nhiễm và đây là một trong cái các cái nghiên cứu về gọi là tổng quan tăng trên tạp chí của hiệp hội dược sĩ mỹ đấy thì cho chúng ta thấy rằng là gì ạ À, không đủ các cái bằng chứng cho thấy rằng à, các cái biện pháp khí dung này nó có thể làm à, tăng các cái nguy cơ lây nhiễm à, virus sars cov 2 do vậy mà các bác sĩ lâm sàng khi mà điều trị những trường hợp bệnh nhân phải chỉ định cái liệu pháp khí dung thì chúng ta vẫn à, tiến hành à, các cái biện pháp thực hành như thông thường quay trở lại cái tình hình Covid-19 tại Việt Nam thì sao? thì chúng ta thấy rằng là khi mà tôi tổng hợp cái cái để mà chỉnh chuẩn bị cái bài trình bày này ấy, thì cái tin vui rất lớn đối với ngành y tế Việt Nam, đối với nhân dân Việt Nam đó là gì ạ? Ngày 13 tháng 5 thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Số ca mà Covid-19 nhiễm mới giảm dưới còn dưới 3.000 ca và không có trường hợp nào tử vong. và theo dõi thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? tại thời điểm cách đây một tháng ngày 16 tháng 4 cho đến thời điểm hiện tại 14 tháng 5 thì chúng ta thấy rằng là số ca nhiễm từ khoảng gần 20.000 20.000 trường hợp thì giảm xuống còn dưới 3.000 trường hợp và chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ đây là cái con số nó đến từ những nỗ lực chống dịch đến từ cái tỷ lệ tiêm vaccine trong cộng đồng và chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ à, cái dường như chúng ta đã có thể đạt được cái miễn dịch cộng đồng và đặc biệt là số ca bệnh nhân covid 19 nặng hiện nay ấy, chúng ta thấy chỉ còn khoảng 300 ca và trong đó thì cái tỷ lệ tử vong mà chúng ta thấy là gì ạ thấp nhất trong những ngày qua chúng ta thấy là không có ca nào tử vong và người ta cũng đưa ra cái hướng dẫn khuyến cáo thì sau một tháng mà chính phủ quyết định là chúng ta thấy rằng là bình thường hóa giai đoạn mới ấy, thì từ 0 giờ ngày 15 tháng 5 tức là từ ngày mai đấy thì những người nhập cảnh vào Việt Nam không cần phải xét nghiệm Covid-19 nữa. Đây là những nỗ lực rất lớn và những cái nhà chính sách hết sức là quan trọng của chính phủ trong cái việc mà chúng ta phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta cũng đã có những cái trận đấu bóng ví dụ như tối hôm qua chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy rằng hàng chục nghìn người đến sân vận động nhưng chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta cũng không quá mức lo ngại như giai đoạn trước đây khi mà cái à, dịch COVID-19 còn hết sức là phức tạp. Nhưng hiện nay thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Dạ, à, với những cái tỷ lệ tiêm vaccine à, à, chuẩn cho hiện nay, với những cái cách ứng phó sức linh hoạt của ngành y tế của chính phủ, chúng ta tin rằng là chúng ta à, có thể kiểm soát tốt được dịch COVID-19 và hy vọng là chúng ta sẽ thấy dịch COVID-19 tại Việt Nam sẽ sớm kết thúc và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là các bệnh nhân phải chỉ định liệu pháp khí dung thì cũng không đến mức phải quá mức lo ngại. Vậy thì những cái ứng dụng của liệu pháp khí dung trong lâm sàng như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là với cái hướng dẫn của Hiệp hội phổi Hoa Kỳ thì những trường hợp mà phải sử dụng liệu pháp khí dung trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 thì tiếp tục sử dụng cái liệu pháp khí dung tại nhà giống như bình thường để đảm bảo an toàn và kiểm soát cái bệnh nền của bệnh nhân. Thế còn khi mà chúng ta bình thường hóa mới và Covid-19 nó sẽ trở thành một cái bệnh đặc hữu. Ví dụ như vậy chẳng hạn thì chúng ta thấy những cái ứng dụng liệu pháp khí dung trong thực hành lâm sàng như thế nào. Thì đây là cái hướng dẫn của Bộ Y tế Việt Nam nó xuất bản năm 2014 và tôi cũng rất hân hạnh là một trong thành viên biên soạn của cái quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành hô hấp. Các đồng nghiệp quan tâm có thể tra trên Google để download cái hướng dẫn này. Thì trong đó thì có các cái kỹ thuật liên quan liệu pháp khí dung thứ nhất là kỹ thuật khí dung các cái thuốc dạng phế quản được chỉ định trong điều trị bệnh hen phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính sau rút nội khí quản có co thắt thanh khí phế quản các bệnh lý hô hấp khác có biểu hiện co thắt phế quản hoặc là các cái bệnh lý mà đường hô hấp trên ví dụ như là viêm mũi xoang vân vân kỹ thuật tiếp theo đó là kỹ thuật kích thích ho khạc đờm bằng khí dung nước muối yêu trương thì đây là cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng nước muối yêu trương làm loãng đờm rồi kích thích người bệnh ho và dễ dàng khạc đờm ra ngoài và đây là vì nó nó gây kích thích ho trên đây là kỹ thuật mà có nguy cơ nó tạo ra các giọt bắn và tạo các hạt khí dung nguy cơ gây lây nhiễm do vậy mà chúng ta cần phải đảm bảo an toàn nghiêm ngặt để tránh lây nhiễm chỉ định những người trường hợp mà bệnh nhân mắc các bệnh đường hô hấp cần lấy mẫu đờm làm xét nghiệm chẩn đoán nhưng lại không khả được đờm. À, cái kỹ thuật tiếp theo liên quan đến khí dung đó là nghiệm pháp kích thích phế quản. Thì chúng ta biết là gì ạ? nghiệm pháp kích thích phế quản bằng metacoline hoặc là cái metanol, à, xin lỗi là cái manitol à, để mà dùng đánh giá cái tăng cái tính phản ứng của đường thở giúp chẩn đoán những trường hợp nghi ngờ hen mà các phương pháp truyền thống không chẩn đoán được thì đây là cái kỹ thuật mà chúng ta thấy rằng người ta có thể sử dụng metacolin hoặc là cái manitone để mà chúng ta khí dung đánh giá cái kích thích của phế quản chỉ định trong trường hợp người bệnh nghi ngờ hen nhưng mà đo chức năng hô hấp thì hoàn toàn bình thường hoặc là những trường hợp nghi ngờ hen nghề nghiệp hoặc là người bệnh mà điều trị hen nhưng mà đáp ứng không có hiệu quả chúng ta thấy có thể là một cái chẩn đoán khác chẳng hạn chúng ta cần phải làm các bước khử sử dụng máy khí dung thì cũng theo hướng dẫn của hiệp hội phổi của Hoa Kỳ thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Dạ, chúng ta cần phải sử dụng các cái liệu pháp khí dung này đảm bảo một cách an toàn. Đó là gì ạ? Dạ, rửa tay sạch để đảm bảo là gì ạ? Dạ, không lây nhiễm. Thứ hai nữa chúng ta thấy là gì ạ? Dạ, chúng ta bẻ cái cái ống thuốc, xong đó thì đổ vào cái cốc chứa thuốc. À, chúng ta xoáy cái cốc chứa thuốc lại để đảm bảo an toàn, à, kết nối với lại cái ống ngậm miệng hoặc là cái mask à, sau đó thì chúng ta sẽ kết nối với lại cái ống dẫn đối với máy khí dung và chúng ta à, cắm điện để chúng ta bật máy để chúng ta bắt đầu hít thở. Đấy là các bước sử dụng máy khí dung. Về vấn đề vệ sinh máy khí dung thì chúng ta cần lưu ý như sau. À, chúng ta có thể là gì ạ? À, khí dung bằng cách là chúng ta vệ sinh là cách là chúng ta thấy là tháo rời các cái bộ phận ra và những cái bộ phận có thể rửa dưới vòi nước thì chúng ta sẽ tiến hành rửa à, chúng ta làm khô thì bằng cách là sử dụng cái, cái 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 xịt khí khô hoặc là chúng ta dùng cái khăn giấy để chúng ta lau khô à, nếu như mà gì ạ dạ, à, tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm thì chúng ta có thể phải sử dụng các cái dung dịch mà gì ạ dạ, à, khử khuẩn ở đây thì hiệp hội à, phổi Hoa Kỳ thì có hướng dẫn là chúng ta có thể ngâm với nước giấm trong vòng 30-60 phút. Đấy còn chúng ta lưu ý là cái ống ấy, và cũng như là máy khí dung ấy, thì chúng ta không được để nó, nó nước nó vào. À, chúng ta có thể sử dụng các cái uh, gọi là cái, cái dụng cụ để chúng ta lau khi sát khuẩn trên bề mặt. Tôi Xin có mấy cái điểm kết luận sau đây. Thứ nhất, đó là liệu pháp khí dung được sử dụng để điều trị những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh hô hấp, giúp đưa thuốc trực tiếp vào phổi, đạt được hiệu quả điều trị tối đa và hạn chế các tác dụng không mong muốn. Và cho đến thời điểm hiện tại thì không đủ bằng chứng kết luận liệu pháp sông khí dung làm tăng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. Và những bệnh nhân mà đang được điều trị các bệnh hô hấp bằng liệu pháp khí dung thì cần tiếp tục dùng cái liệu pháp khí dung để mà kiểm soát cái bệnh nền là một cách tốt nhất. À, chúng ta cần phải tuân thủ các hướng dẫn về vệ sinh hướng dẫn sử dụng và bảo quản cái máy sông khí dung theo quy định của các nhà sản xuất để đảm bảo an toàn trong quá trình mà chúng ta sử dụng phần trình bày của tôi đến đây là hết xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và các đồng nghiệp đã truy lắng nghe xin trân trọng cảm ơn